Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc Hưng Khúc nhá, Hưng Khúc Nói rất là kỹ, bởi vì trong video hôm trước thì có anh em hỏi rằng là không biết mình tên là cái gì, nói nhanh quá Ờ uh, Ok, thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với cả anh em về chiếc iPad Pro M2 này uh, Mình đã sử dụng nó được một khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi Và nói thật với cả anh em bây giờ là trong suốt quá trình sử dụng ấy, thì mình luôn nghĩ được rằng là iPad Pro M2 nó như kiểu là một chiếc nó như kiểu là một cái sản phẩm mà Apple ra mắt như là thể cho có vậy Chiếc máy này thì mình mượn tại 7 nó đang có mức giá vào khoảng là hơn 21 triệu Giá ở đây thì đã chuẩn so với cả mức giá của Apple rồi Bởi vì 7 là đại lý ủy quyền của Apple, có gần 120 cửa hàng khắp cả nước Nhưng mà 21 triệu nó không phải là một con số rẻ nó khá là cao Thậm chí nó, nó còn hơn cả một chiếc MacBook M1 bản bay luôn rồi Và cái điều quan trọng ở đấy Đó chính là cái giá trị thực tế Mà chúng ta nhìn thấy được ở chiếc iPad Pro M2 này Nó đang là quá ít à, Một cái phép so sánh rất là đơn giản thôi Đó chính là so với cả chiếc iPad Pro 11 inch bản 2020 đi thì chiếc máy đầu nó vẫn đang làm quá tốt, quá mượt, chẳng có điều gì phải phàn nàn cả. Mà mức giá thì chênh tận là gần 4 triệu, có khi lên đến là 6 đến 7 triệu nếu như bạn đi mua cái chiếc iPad Pro 11 inch 2020 bản line new. Thiết kế thì cũng chẳng có gì khác nhau cả và có khi là vài năm nữa thì nó cũng chỉ như vậy. Bởi vì nó đến cái ngưỡng rồi. Chính vì thế nên là hỏi 10 người thì có khi là cả 10 người đều cho rằng là mua iPad Pro 12 điểm làm cái gì. Và cá nhân mình làm người dùng các bạn thì mình cũng thấy rằng là không không có nhu cầu để mà mua cái sản phẩm này. Bởi vì rõ ràng là cái nhu cầu sử dụng của mình là không đến mức đấy và mình nghĩ giả đa số các bạn là cũng sẽ cảm thấy như vậy. Khi mà một chiếc iPad Pro đời trước nó vẫn đang quá mượt, đa nhiệm quá mượt, anh em thích mở bao nhiêu apps thì mở mà máy vẫn không bao giờ bị giật lag ấy thì cái giá trị của iPad Pro M2 nó nằm ở đâu? Thực tình mà nói thì mình cũng không có biết bởi vì nó quá khó để mà có thể nhận ra à, Nên là mình có đi tham khảo xung quanh cũng như là hỏi những người bạn của mình ấy thì chiếc iPad Pro M2 này nó lại có những giá trị rất cụ thể đối với nhóm người dùng chuyên nghiệp Người dùng chuyên nghiệp ở đây thường là những anh em làm những công việc liên quan đến sáng tạo hình ảnh à, Ví dụ như là những anh em Digital Artist Photo Editing hay là Video Editing Có một tính năng nhỏ được bổ sung trên iPad Pro M2 đó chính là Apple Pencil Hover mình cá ra đa số anh em nghe xong thì anh em cũng sẽ cho nó vào di vãng luôn tuy nhiên nó lại là thứ vô cùng quan trọng và có giá trị rất là cao đối với cả những anh em làm về digital artist đối với cả những anh em digital artist anh em sẽ phải thường xuyên thay đổi brush và kích thước của brush cái này thì không chỉ riêng ipad đâu mà nó đơn giản là một nhu cầu cơ bản của công việc này rồi còn nếu như mà anh em chưa biết brush là gì thì nó như là cái đầu bút nằm trong cái phần mềm vậy anh em có thể thay đổi các loại đầu bút khác nhau cũng như là kích thước của bút thì đối với cả những dòng iPad đời cũ bao gồm iPad Pro 2021 M1 và iPad Pro 2020 ấy nó sẽ không hỗ trợ tính năng này. Nên là lúc mà anh em vẽ thì anh em sẽ phải là chỉnh kích thước của brush ở một cái palette riêng, nằm riêng so với cái chỗ mà anh em đang vẽ. Nên là em sẽ không thể thấy được rằng là cái brush nó thay đổi ra sao tại cái điểm mà anh em đang vẽ đó. Anh em bắt buộc phải nhìn ra một chỗ khác rồi nhìn ước lượng và đoán xem rằng là nó đúng cái chỗ mà anh em đang vẽ hay là không. Rồi anh em sẽ phải vẽ ra cái chỗ mà anh em cần vẽ Chẳng may mà nó không đúng cái chỗ mà anh em đang ước lượng trước đó Anh em sẽ phải là undo cái thao tác đó Rồi lại ước lượng và đoán xem giờ nó có đúng cái chỗ mà anh em cần vẽ hay là không Đấy Nó cứ lặp đi lặp lại cái thao tác đó trong suốt quá trình mà anh em vẽ như vậy Thì anh em cũng hiểu được rằng là cái mức độ khó chịu của những digital artist Khi mà họ làm công việc của mình là ra làm sao đúng không? Và cái điều hay ho hơn nữa ấy, đó chính là cái độ chính xác của nó là cực kỳ cao. Anh em di đến đâu là các hiệu ứng hover nó sẽ đi đến đấy. Nó chính xác cả những góc bút từ trên xuống và khi mà đầu bút nghiêng nó cũng sẽ đi theo. Phần mềm thì luôn là điểm mạnh của Apple rồi và nó đang thể hiện cái giá trị ở đây. Và nói về phần mềm thì mình cá rằng là cũng sẽ có rất là nhiều anh em cảm thấy là bực mình giống như mình bây giờ. Đó chính là nếu mà là phần mềm thì tại sao Apple không hỗ trợ cái tính năng Apple Pencil Hover này cho những dòng iPad đấy cũ đi? Apple chơi quả này thì khó người dùng quá Bắt người dùng phải mua bằng được những dòng máy mới Nhưng mà cái độ chính xác của những dòng iPad đời cũ ấy là không cao Đúng ra là nó sẽ không nhạy bằng iPad đời cũ nó cũng sẽ có một tính năng tương tự Đó chính là Hover Text Di đến đâu thì text nó sẽ hiện đến đấy Nhưng mà ở trên những dòng iPad đời cũ ấy Thì anh em sẽ phải đặt bút rất là gần Thì text nó mới hiện ra Còn iPad Pro 12 thì khi mà anh em để xa ấy Nó vẫn sẽ nhạy và tương tác Thì nó sẽ thoải mái hơn không biết được rằng ở đây là một cái tính năng của Apple hay là một cái giá trị thực sự nào đó đến từ phần cứng. Nhưng mà có một điều mà mình chắc chắn đó chính là nó sẽ làm tăng cái trải nghiệm viết vẽ trên cái chiếc iPad Pro M2 này hơn rất là nhiều so với cả những dòng đời cũ. Và đó là cái giá trị đầu tiên mà anh em nhận được đối với cả chiếc iPad Pro M2 này. Cái giá trị thứ hai mà anh em sẽ nhận được trên chiếc iPad Pro M2 này đó chính là giá trị về mặt thời gian Mình đã có video giải thích rất là kỹ về cái ý định của Apple muốn biến iPad thành một chiếc MacBook 2.0 ở trên kênh Hưng Khúc vào khoảng là 5 tháng trước rồi Ở đây thì Apple muốn kiểm soát mọi thứ từ phần cứng cho đến phần mềm à, thay vì là cho người dùng thoải mái đã tải những ứng dụng ở bên thứ ba như là những chiếc MacBook bây giờ Và trong vài tháng trở lại đây thì Apple lại càng thể hiện ý định đó một cách rõ ràng hơn như vì là mỗi tuần trước thôi, Apple cho phép tải phần mềm DaVinci Resolve trên iPad Một phần mềm cho những anh em làm phim với khả năng chỉnh màu là cực kỳ bà đạo Và nó hoạt động rất là mượt ở trên chiếc iPad này khi mà mình thử edit một video 4K Và cũng chẳng ai biết được rằng là Apple sẽ mang những phần mềm gì lên đây trong tương lai Có thể là Final Cut chẳng hạn Uh, và Apple có thể là dễ dàng làm được điều đó Bởi vì uh, bây giờ là sử dụng cùng một con chip rồi Chứ không có những cái rào cản như là ngày xưa nữa Apple quản lý cả phần cứng lẫn phần mềm luôn rồi Nên là Apple có thể là dễ dàng làm được điều đó Chỉ là kế hoạch của Apple là bao giờ mà thôi uh, Bên cạnh cái việc là đưa những cái phần mềm PC dần dần lên iPad ấy, Thì Apple cũng có rất là nhiều tính năng mới Để mà giúp cho iPad có được những cái trải nghiệm gần hơn đối với cả một chiếc MacBook như việc được xuất ra màn hình rời và anh em có thể mở được cả tá ứng dụng và mỗi ứng dụng nó cũng có một cửa sổ quản lý riêng như ở laptop vậy. Hay là tính năng Stage Manager nó cũng được mang ở đây. Vậy nên thì nếu như mà anh em đi mua chiếc iPad Pro M2 này nó cũng sẽ giúp cho anh em đa nhiệm tốt hơn và cái vòng đời của nó nó cũng sẽ dài hơn. Thông thường thì cái vòng đời của một chiếc iPad nó sẽ vào khoảng là 5 năm thì mình thấy rằng là hợp lý 5 đến 6 năm. Và nếu như mà anh em muốn mua iPad Pro M2 giá tốt ấy thì SevenF cũng đang có chương trình thu cũ đổi mới lên đời giảm 1 triệu giảm vào thế nào thì giảm anh em nhé hay là ưu đãi ngân hàng giảm lên đến là 500k đặc biệt là Selvanes cũng đang có loạt điều tết cực kỳ là hot đi kèm với rất là nhiều những combo giảm giá khủng và đang có game là đón lộc diễn ra từ ngày 23 tháng 12 anh em chơi ngay để mà săn thêm cốt ưu đãi lên đến là 200k nhé Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả để mà anh em tham khảo kỹ hơn ok anh em nghĩ sao về chiếc iPad Pro M2 này anh em thấy nó có đáng giá và nó có giá trị thực tế hay là không thì anh em hãy cùng chia sẻ những quan điểm của anh em phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.